Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những sự mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Thưa các bạn, vào ngày mùng 5 tháng 2 thì admin có chia sẻ với anh em dự án nhận 250 token F2C. Và tiếp đó thì mình cũng chia sẻ cái round 2 của dự án. Không biết này đây là round 1 hay round 2, nhưng admin đã thông tin và có lead phân phối cho anh em ở đây rồi. Thì anh em nào đã tham gia dự án thì chúng ta sẽ mở lead phân phối trong phần top 6.400. Trong đây các bạn sẽ check được cái số check chúng ta có trong đây bằng cách chúng ta dán địa chỉ ví hoặc là điền email vào, nhưng mà tốt nhất dán địa chỉ ví vào. Nếu chúng ta có trong đây thì các bạn được claim token. Đấy. Đây mình sẽ dán đây nhá, xem xem. Mình thì khả năng là không có trong cái nít ấy này. Em có thể dùng phải bật VPN lên thì mới được. Đấy, mình ở trong top 200. Thì tổng số point mình là 2490. Như vậy là đây ở trong cái round 1 rồi, round trên Gleam rồi. Đấy, thế thì bây giờ anh em nào đã trúng kèo thì các bạn sẽ vào trong trang mình đã dẫn cho anh em một phần mô tả video này, chính xác là anh em vào link Telegram nhé. Mình có dẫn cho anh em. Đấy, chúng ta sẽ nút claim để chúng ta claim token này. Đấy, chúng ta sẽ cần một cái khoản phí ra nhỏ nhỏ để chúng ta trả phí claim nhé. Các bạn nếu như mà vào web bị lag ấy, bị lag thì ta bật VPN lên để chúng ta claim token cho nó ok nhé. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ view ở trên BSC scan. Và các bạn check luôn trên này, chúng ta lấy cái chủ yếu là lấy cái phần contract để chúng ta test vào pancake, chúng ta xem là nó đi pancake trường ta bán. Bây giờ mình sẽ check ở trên pancake nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ copy phần contract này. Chúng ta sang phía bên này, chúng ta paste vào đây. Kiểm tra xem là nó có giá chứ. Ôi, giá cao phết anh em ơi, ngon đấy. Giờ mình sẽ xả ra luôn nhé. Giá cao nhỉ. Anh em được 250 coin thì giá cũng rất là ok đấy, không kém phần long trọng so với mình đâu. Rồi mình sẽ xả con này ra. Xả thơm nhỉ. Vậy thì bữa nào tôi hay video thì tôi mới qua rồi. Đây mình vừa xả ra rồi, nhưng mà bên này mình sẽ check giá cho anh em xem nhé. 250 token thì cũng tương đương 6.8 đô. Chúc mừng tất cả anh em đã may mắn ăn kèo nhé. Ok, vừa rồi thì mình đã chia sẻ với anh em thêm một cái pro nữa ở trên kênh chúng ta. Xin chúc mừng tất cả anh em đã ăn được cái dự án F2C này. Bây giờ em xin nói lời chào và xin gặp lại anh em chúng ta tiếp theo.